Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thực chất từ chính sách ngoại giao cây tre đến ngoại giao đánh võng của Hà Nội với Washington. Với việc Việt Nam và Hoa Kỳ đạt được sự thống nhất đưa mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện. Truyền thông Hoa Kỳ nhận định rằng cả hai chuyến thăm đến Ấn Độ và Việt Nam của Tổng thống Biden đều được coi là động thái thúc đẩy hơn nữa của Hoa Kỳ nhằm chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Á, mà trong đó có Việt Nam, một đất nước đang chịu hậu quả nặng nề do sự xâm lăng của Trung Quốc ở lãnh hải. Một câu hỏi đặt ra là mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ chỉ mang tính hình thức hay là vấn đề thực chất đây? Trước chuyến thăm, đa số các đánh giá cho rằng việc nâng cấp chỉ mang tính hình thức với mục đích tạo cơ hội giúp cho Hà Nội tận dụng được thị trường, nguồn vốn cũng như công nghệ của Mỹ để mà phát triển kinh tế của mình. Còn vấn đề hợp tác an ninh, bảo vệ chủ quyền thì khả năng sẽ thấp hay chưa được đề cập. Tổng thống Mỹ Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Việt Nam của ông Tổng thống Mỹ. Quả nhiên, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Biden rời Việt Nam vào ngày 11 tháng 9 thì ông Tô Lâm, trùm an ninh và cảnh sát Việt Nam đã vội vàng chạy sang Trung Quốc. Sau đó là Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có chuyến đi tương tự sang Bắc Kinh. Theo truyền thông nhà nước cho biết, vào ngày 14 tháng 9 tại Bắc Kinh, ông Tô Lâm được ông Trần Văn Thành, bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Trung Quốc tiếp. Bản tin cho biết mục đích chuyến thăm của ông Tô Lâm là nhằm góp phần đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt-Trung trong lĩnh vực an ninh, thực thi pháp luật và ngày càng đi vào chiều sâu phát triển thực chất lên tầm cao mới. Trong chuyến thăm, ông Tô Lâm cũng thảo luận với Trung Quốc về việc ký kết hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù Việt-Trung. Giới quan sát đánh giá những tin tức liên quan đến chuyến thăm này của truyền thông Trung Quốc đưa ra cho thấy ông Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam Tô Lâm được tiếp đón long trọng như là một nhân vật số 5 sau các tứ trụ vậy. Sau ông Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thăm Trung Quốc trong 2 ngày 16 và 17 tháng 9 để tham dự Hội nghị Thương mại Đầu tư Trung Quốc ASEAN 2023 ở thành phố Nam Ninh, Quảng Tây. Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Tiếp đó, ông Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn Việt Nam tham gia khóa họp 78 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Hoa Kỳ. Theo dự kiến, trong thời gian ở Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội kiến các lãnh đạo chính phủ Mỹ, Quốc hội Mỹ và xúc tiến một số hoạt động đối ngoại, kinh tế, thương mại Việt-Mỹ. Thông tấn xã Việt Nam cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc vào ngày 14 tháng 9 tiết lộ Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, bất ngờ chưa thăm được Mỹ vì điều kiện chưa cho phép. Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo đầu tiên thăm Trung Quốc sau Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo Thứ trưởng Hà Kim Ngọc, ban đầu Tổng thống Biden đã mời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ, nhưng do điều kiện chưa cho phép, Tổng bí thư chưa thực hiện được chuyến thăm đó và đã gửi thư mời Tổng thống Biden tới thăm Việt Nam. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngọc không nêu rõ điều kiện đó là gì. Phía Việt Nam bất ngờ đưa ý kiến trên của Thứ trưởng Ngọc ra, trong lúc trước đó Tổng thống Biden trong khi vận động tranh cử vào tháng 7 năm 2023 đã khẳng định lãnh đạo cao nhất của Việt Nam muốn ông trong chuyến công du châu Á sẽ ghé thăm Hà Nội. Không hiểu sao, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc lại coi đó là một thắng lợi của Việt Nam. Nhận định vì lý do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoãn chuyến thăm Tòa Bạch Ốc theo lời mời của ông Biden, giới quan sát tình hình chính trị Việt Nam có chung nhận xét. Không hẳn là lý do sức khỏe của ông Trọng kém, mà vấn đề là Tổng bí thư Trọng và các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đang bị sức ép rất lớn từ Trung Quốc. Việc các giới lãnh đạo Việt Nam vội vã sang Trung Quốc trước hoặc sau các hoạt động tăng cường ngoại giao với Mỹ đã có tiền lệ. Giới quan sát cho là những chuyến thăm này nhằm mục đích trấn an lãnh đạo Trung Quốc rằng Hà Nội dù nâng cấp quan hệ đối ngoại với Mỹ, song quan hệ đối ngoại chiến lược toàn diện thì vẫn tôn trọng 16 chữ vàng và 4 tốt ở mức cao nhất. Ông Thứ trưởng của Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ đến Việt Nam là một chuyến thăm rất đặc biệt.
sau khi Tổng thống Biden rời Việt Nam chiều ngày 11 tháng 9, lập tức phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh lên tiếng gièm pha chuyến thăm Việt Nam của ông Tổng thống Biden. Bà Mao Ninh cho rằng đó chỉ là quan hệ mang tính hình thức, trong khi quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc đặt trên nền tảng ý thức hệ cộng sản, anh em tin cậy lẫn nhau. Đồng thời, bà Mao Ninh còn nhắc tới các phát biểu của các lãnh đạo Việt Nam mỗi khi gặp các lãnh đạo của Trung Quốc. Đều nói rằng mối quan hệ Trung Việt là mối quan hệ giữa hai đảng cộng sản, trong khi nước Mỹ thì lại là kẻ thù nghịch với xã hội chủ nghĩa, điều mà cả hai nước Trung Quốc và Việt Nam đang nỗ lực theo đuổi. Những diễn biến trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian gần đây đã cho người ta hiểu rõ hơn về mối bang giao giữa hai nhà nước cộng sản anh em, núi liền núi, sông liền sông, với 4 tốt và 16 chữ vàng vẫn là nền tảng. Và chính sách ngoại giao cây tre của Hà Nội với Hoa Kỳ chỉ là mối quan hệ ngoại giao đánh võng của Ba Đình với Washington mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình hôm nay của Thời báo.de với bản tin được trình bày Thực chất chính sách ngoại giao cây tre đến ngoại giao đánh võng của Hà Nội với Washington là gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bớt xây tượng đài đầu tư cho các vấn đề an sinh của toàn xã hội. Tại sao không? Vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội đêm 12 tháng 9, thiêu cháy căn chung cư mini 9 tầng, đã có 56 người chết và hàng chục người khác bị thương. Trong đó có nhiều gia đình tử vong cả nhà. Dù rằng ngay sau đó vào ngày 13 tháng 9, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ C07 Bộ Công an đã nhắc lại các khuyến cáo về các biện pháp phòng cháy chữa cháy, song có lẽ việc chỉ khuyến cáo chung chung chắc chắn sẽ không có tác dụng. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thanh mới đây nêu ý kiến cho rằng cơ quan chức năng đã ban hành rất nhiều chủ trương, biện pháp về phòng chống cháy nổ nhưng kết quả chưa tương xứng. Thậm chí dư luận cho rằng chúng ta càng chỉ đạo, càng nêu nhiều giải pháp thì cháy càng nhiều, càng lớn hơn. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 29 tháng 5 năm 2013 khi đó đã nói rằng Hà Nội sắm trực thăng chữa cháy. Trong khi đó, trên mạng xã hội có nhiều ý kiến nói rằng công tác phòng cháy chữa cháy hiện nay còn rất nhiều vấn đề, dù rằng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thuộc Bộ Công an đã được nhà nước ưu ái tới mức xây hẳn một tượng đài phòng cháy chữa cháy riêng ở trung tâm thủ đô Hà Nội. Liên quan đến vụ cháy chung cư mini 9 tầng ở Khương Hạ, Thanh Xuân, một ý kiến được đánh giá rất sắc đáng khi cho rằng lạ cho các dân tộc chỉ thích tượng đài, bớt một cái đi là mua được 10 cái trực thăng cứu hỏa hoặc cứu hộ cứu thương cho dân, đỡ bao nhiều mạng đây. Đây không phải là vấn đề mới, được biết, báo Tuổi Trẻ vào ngày 29 tháng 5 năm 2013 đã có bài viết với tiêu đề Hà Nội sắm trực thăng chữa cháy. Theo đó, ngày 28 tháng 5 năm 2013, Quốc hội Việt Nam đã thảo luận tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều luật phòng cháy chữa cháy. Trước các ý kiến lo ngại cho các tòa nhà cao tầng tại Hà Nội, trong trường hợp hỏa hoạn xảy ra, Bí thư Thành ủy Hà Nội ông Phạm Quang Nghị cho biết hiện nay Hà Nội đã có xe đặc chủng chữa cháy có thể vươn lên các tòa nhà 39 tầng. Hà Nội cũng đã đề nghị mua sắm máy bay trực thăng phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy. Song phát biểu này cũng là chỉ để cho sướng miệng rồi nhanh chóng rơi vào quên lãng. Không còn ai nhắc tới nó nữa. Bởi có lẽ là vấn đề đầu tiên, tức là tiền đâu ra. Vấn đề là tại sao nhà nước không bớt các dự án xây tượng đài, cổng chào ở các địa phương trên toàn quốc để dành ngân sách ấy cho các vấn đề an sinh xã hội như mua trực thăng chữa cháy là một vấn đề cấp thiết. Trong lúc đa phần người dân Việt Nam lo ăn còn chưa xong thì còn hơi sức đâu để mà ngắm tượng đài đây. Đồng ý rằng xây tượng đài chỉ là thủ thuật của các lãnh đạo địa phương để có khoản hoa hồng lót tay
từ 30 cho đến 40% giá trị của công trình, tức là họ tham nhũng, nên có một sức hấp dẫn ghê gớm. Điển hình là tỉnh Thanh Hóa, các dự án xây dựng tượng đài trở thành một chiến lược làm giàu cho lãnh đạo. Vào ngày 21 tháng 2 vừa qua, Thanh Hóa lại khởi công xây dựng một công viên tưởng niệm 64 giáo viên và học sinh đã hy sinh khi bảo vệ đê sông Mã trong năm 1972 với giá trị lên tới 125 tỷ đồng. Vụ cháy chung cư ở Khương Hạ đêm 12 tháng 9 đã khiến ít nhất 56 nạn nhân phải tử vong. Trước đó tháng 8 năm 2022, Thanh Hóa khởi công xây dựng tượng đài khu lưu niệm đồng bào cán bộ, chiến sĩ và sinh viên miền Nam tập kết ra Bắc với giá trị lên tới 255 tỷ đồng. Hay tỉnh Đắk Nông, một tỉnh rất nghèo của Tây Nguyên, toàn tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo gần tới 28%, số dân không đủ ăn còn rất cao. Vậy mà Đắk Nông mới đây công bố khánh thành tượng đài anh hùng Nét Trang Long có tổng kinh phí đầu tư tới 167 tỷ đồng. Tại sao có tỉnh được cho là vẫn còn nghèo, phải xin gạo cứu đói cho dân vào mỗi dịp Tết, lại có thể đầu tư hàng chục cho đến hàng trăm tỷ đồng vào việc xây tượng đài và việc đổ tiền tỷ ra xây tượng đài thì dân nghèo đường hưởng lợi gì đây? Rõ ràng đó là chuyện hết sức lãng phí, vô bổ và không thiết thực. Người dân không thể ngắm tượng đài mà cảm thấy ấm no cho được. Vậy tại sao các địa phương không dành nguồn ngân sách đó để mà lo những việc thiết thực hơn như đầu tư vào hạ tầng cơ sở, đầu tư vào bệnh viện, trường học hay xóa đói, giảm nghèo? Mô hình tượng đài con tàu tập kết trị giá tới 255 tỷ đồng được xây dựng ở tỉnh Thanh Hóa. Chủ trương xây tượng đài thuần túy chỉ để phục vụ cho việc tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặt khác, các quan chức cũng đã sơ múi kha khá với tỷ lệ phần trăm đút túi rất lớn. Nó chính là động lực để các quan chức nghĩ cách mà tiêu tiền ngân sách bằng đủ mọi cách, đủ kiểu để hưởng hoa hồng từ dự án, đem tiền công quỹ về làm của riêng. Việc xây dựng tượng đài rất dễ tham nhũng, không chỉ kiếm trác khoảng 30-40% tổng kinh phí xây dựng như các dự án khác, mà các dự án xây dựng tượng đài có thể kiếm trác lên tới 60-70% tổng mức đầu tư. Công trình tượng đài càng hoành tráng, càng đầu tư vốn lớn bao nhiêu thì hư hỏng và xuống cấp nhanh bấy nhiêu. Đó là lý do vì sao các lãnh đạo địa phương ở Việt Nam rất say mê trong việc xây dựng tượng đài và cổng chào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin bớt xây tượng đài để đầu tư cho các vấn đề an sinh của toàn xã hội, tại sao không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Trung Khoa, Thời báo.de.